Đập nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay. Đập nhẹ vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay nhìn theo tay. Vươn tay lên, hít sâu vào, hạ xuống thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, đấy sau vươn lên giữ lại 5 4 3 2 1 thở ra 5 4 3 2 1 thẳng cổ hít sau ngửa ra sau thở ra đấy sau nghiêng phải thở ra ấy sau nghiêng trái thở ra ấy sau xoay nhìn phải thở ra ấy sau xoay trái thở ra ấy sau cúi xuống thở ra xoay bên phải lên trước hít vào xoay chậm chậm tròn đều các hướng cổ xoay đổi chiều kết hợp đảo mắt chớp mắt đập tay hai lưng bàn tay hướng vào nhau tay phải đưa qua đang chặt kéo vào hít đẩy ra thở trở về kéo vào đẩy lên trở về kéo vào đẩy thẳng tay hạ xuống trở về đổi tay kéo vào đẩy ra trở về kéo vào đẩy lên trở về kéo vào đẩy thẳng tay hạ xuống trở về thả lỏng tay dùng lực tay đặt thành đầu gối xiết bụng nâng lên xuống hai lên xuống ba lên xuống bốn lên xuống năm lên năm bốn ba hai một hạ xuống tháo chân ra thả lỏng chân xếp đổi chân tay phải đưa ra sau lưng tay trái kéo căng về trước bám vào eo bên trái thẳng lưng lên hít sâu xoay phải thở ra trở về hít sâu xoay thở ra
rõ đáy sâu, xoay thở ra, xoay cổ xoay vai, rõ đáy sâu, xoay thở ra, xoay thêm, rõ đáy sâu, xoay thở ra, xoay tối đa, thở bụng thở hết hơi ra, thong thả trở về, thả lỏng tay, mở đôi bên, thẳng lưng hướng sau, xoay trái thở ra, trở về sau, xoay thở ra, trở về sau, xoay thở ra, xoay cổ xoay vai, trở về sau, xoay thở ra, xoay thêm, trở về sau, xoay thở ra, xoay tối đa, thở bụng thở hết hơi ra, thong thả trở về, thả lỏng tay. Hai tay đan sau lưng, xoay người lại, thẳng tay thẳng lưng, ngửa cổ hít sâu, rương dài người cúi xuống, bật tay cao lên, thở ra, ngẩng cổ nâng người lên, hít sâu, rương tới cúi xuống, thở ra, nâng lên hít sâu, rương tới cúi xuống, thở ra, nâng lên hít sâu, rương tới cúi xuống, thở ra, nâng lên hít sâu, rương tới cúi xuống, thở ra, trán mũi chạm sàn, bật tay cao lên, thở hết hơi ra, nâng lên hít sâu, thả lỏng tay, thở ra, thả chân ra, thả lỏng. Ai còn đủ rô ta? Em còn nào? Thành Trịnh nha, Thành Trịnh để mi cô vừa mới tắt đó. Ngồi lui về cuối thảm, đặt vòng phía trước, rồi chống quỳ lên, cong lưng lên, mắt nhìn rốn thở ra, hít sâu vào chung lưng, nâng xương bụng, hướng cổ lên, thở ra, cong lưng lên, rút rốn thở ra, hít sâu vào, thở ra, hít sâu vào, ép vào lưng giữa, lưng trên, cảm nhận sâu vào, không có đẩy cái hông tới, Xuân ơi, không có đẩy cái hông tới, thở ra, đẩy hông tới đâu có ép vô được lưng giữa, lưng trên, hít sâu vào, trụ cái hông lại, rồi ép vai, ép lưng xuống, lún cổ lên, lún cổ lên, thở ra, hít sâu vào, thở ra, hít sâu vào, ép xuống giữ lại, 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, cong lưng lên, rút rốn thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, rồi lăn vòng ra và hai tay gác ca, gác sau lên trên vòng, gác sau lên, đùi góc vuông, hít vào, ép xuống căng vào vai, vào lưng, thở đi nào, kiểm soát cái vòng lại sao cho đầu mình á
Chưa tới sàn là ép đã vào căng vào vai vào lưng rồi. Còn tay mà gác sai á là đầu nó chạm sàn nhưng mà chưa ép vào vai vào lưng. Thở đi nào, hít thở. Tiếp tục lăn nhịp và cảm nhận sâu vào vai vào lưng trên. Tiếp tục nào, ép xuống. Nhấn cái ngực mình xuống, gác cái tay cao lên, ép cái đầu xuống. Nhấn ngực xuống là ép vào lưng giữa, lưng trên. Còn nhấn đầu xuống là ép vào khớp vai. Cảm nhận đi nào. Hít thở sâu. Nghe và cảm nhận sâu vào. Ép cái ngực xuống là cảm nhận vào lưng giữa. Còn gác cái tay sâu lên, buông cái đầu, ép cái đầu xuống là vào vai. Gác sâu lên đi nào. Nhấp tới, nhấp lui, hít thở sâu. Hít thở sâu, 5, 4, 3, 2, 1, lui mông về, kéo vòng về luồng thở ra, lui mông về chạm gót. Hít thở sâu vào. Rồi, nhìn cô nè, tập rắn hổ mang với vòng. Tay chống nè, lui về nè, thở ra. Giữ cái khoảng cách vòng sao cho nó vừa với người mình, nó vừa với cột sống của mình. Hít vào nè, giữ vòng trường lên cho cái bụng trên nó ép lên trên vòng. Thở ra, uốn cong lưng. Nè, từ cái đoạn này phải uốn cong. Thu về, thở ra, xiết bụng lại, thu về, thở ra. Lên, hít sâu vào nè, trường tới là uốn cong lưng. Chứ không có gồng lại cái đoạn mông. Trường tới, uốn cong lưng, vai thấp, xa lỗ tai, ưỡn ngực ngã. Thu về, thở ra. Hít sâu vào, trường tới, đặt bụng lên trên vòng, vai thấp, ưỡn ngực, căng cuốn họng. Thu về, thở ra. Hít sâu vào, trường lên. Thu về, thở ra. Chị Hương chưa vô, Thành Trịnh cũng chưa vô đó. Hai người trường lên, hít sâu vào. Thành Trịnh đẩy cái vòng xích tới xí. Đúng rồi. Chị Hương ưỡn ngực, uốn cong lên, ưỡn ngực lên, uốn lên, uốn lên. 5. Còn lại được hết rồi. 4. Chung. Còn gồng cái chỗ cái hông. 3. Thả lỏng đi, uống cho cảm thấy nó cái một đường cong nó đều chứ nó không có gắt gắt gãy gãy vậy. 2. 1. Thu về, thở ra. Cuộn người ngồi lên. Ngồi xuống, duỗi chân về trước, tách chân rộng ra và đặt vòng ở giữa. Thẳng gối dựng đứng, bàn chân lên, hai tay đặt lên vòng. Phía sau ngồi thẳng lưng, vuông dài đỉnh đầu. Trường tới lăn vòng, thở ra, ép xuống thẳng. Lên, hít sâu, thở ra, ép xuống. Hít sâu, thẳng gối đứng, bàn chân lên, thở ra, đẩy căng mông ra sau, tay lần theo vòng về trước. Hít sâu, thở ra, ép xuống. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra, giữ lại 5. Ép xuống, 4, lăn vòng tới, đẩy lùi mông ra phía sau, tay vươn kéo lưng về trước.
ba hai một, lên, hít sâu vào, thở ra, rồi quỳ lên, đạp bàn chân lên, hai tay tầm hai cục gạch hai bên nè, à. Đạp bàn chân trắng lên trên vòng. Hãy vào chống tay và lăn vòng tới, hạ đùi phải úp xuống, thở ra, lên hít sâu vào, đạp vòng lăn ra, thở ra, ép căng mở khớp háng, lên hít sâu vào. Đó, mình thu chân vào rồi đặt cái bàn chân sao cho khi lăn hết chân ra là cái gót chân gác lên trên vòng. Thở ra nè, dựng đứng cái bàn chân lên nè. Đó, rồi úp đùi phải xuống, nhấn xuống, lên hít sâu vào. Thở ra, úp đùi xuống, nhấn xuống đi nào. Úp đùi phải, nhấn, nhấn, lăn vòng, ép, căng, ép, căng gân kheo, ép, thở, ép, thở, nhấp xuống, nhấp xuống, năm, nhấp, bốn, nhịp xuống đi nào, ba, hai, một, lên, hít sâu vào, rồi đỡ chân, thở ra, đạp chân phải lên, rồi chống tay, hít sâu, lăn vòng ra, thở ra, úp đùi xuống, hít sâu, thở ra, lăn ra đi nào, úp đùi lăn ra, hít sâu, lăn sao cho từ từ mình cảm nhận được cái gót mình gác lên trên vòng, thở ra, đó, rồi dựng bàn chân và ép sâu, hít sâu, thở ra, ép xuống, hít sâu, thở ra, ép xuống đi nào, ép căng 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 căng, căng. Hít sâu, lần nữa, thở ra, ép xuống, nhấp xuống, nhấp xuống, năm, bốn, nhấp, ba, hai, một, lên, hít sâu, rồi thu chân về, em bé đi nào, thở ra. Cuộn lưng lên, xoay mặt lại camera, quỳ lên, gác chân phải lên trên vòng, đạp lên, đạp bàn chân lên, hai tay cũng cầm hai cục block, hít vào, rồi giờ là ép để sọt ngang nè, lăn vòng ra, rồi tay di chuyển theo nè, tay di chuyển nhấn xuống, thở ra, nhấn cái người mình ra sao chứ đừng chồm về phía trước, mình chồm về phía trước là nó không có ép vào khớp, lên hít sâu, nhấn cái mông ra sao nó đau cho nên thường mọi người cứ né chồm về phía trước cho bớt đau thì nó không mở được khớp, thở ra nè, hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống, lên hít sâu vào, tiếp tục thở ra, nhấn nè, nhấn, nhấn hạ nè, hít sâu vào, thở ra, ép xuống, ép, 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 lần nữa hít sâu vào, thở ra, sao cho lăn hết chân rồi là gót nằm ở trên vòng, nhấp xuống đi nào, năm, nhấp, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu, thu chân về, thở ra, thở lỏng ra, hít thở sâu. Rồi, đổi vòng qua bên trái. Đạp bàn chân lên, hít sâu, lăn ra, di chuyển tay theo, thở ra,
Nghĩ sao rồi, ai bị cái chân gác nhiều lên vòng quá thì thua vào. Đó, đạp, đạp bàn chân ra. Rồi, lăn ra nè. Khi lăn ra hết là cái gót gác lên trên vòng. Dựng bàn chân lên, thở ra nó mới vào trong keo nhiều. Lên, hít sâu vào. Tiếp tục nào. Thở ra, lăn ra đi. Lăn ra, nhấn hông xuống. Nhấn xuống, căng thêm. Lên, hít sâu vào. Thở ra, mở khớp là phải chịu đau thì nó mới mở được. Cô cũng đang đau chứ không phải không đau. Giới hạn của mình ở đó, mà mình muốn nó hơn nữa thì nó đau. Chứ không phải cô tập mười mấy 20 năm rồi chắc cô không đau, không phải. Mỗi ngày cô cũng muốn cho cái giới hạn của cô hơn nữa thì nó phải đau. Lên, hít sâu vào. Thở ra, ép xuống nào, ép, ép, ép nè. Lên, hít sâu vào. Khi nào cái gối của mình nó xuôi ra cái hông này nó hạ xuống nó mới mở được, còn mà cứ gồng cứ gượng lại là chưa. Lần cuối nè, thở ra, nhấp xuống đi nào, nhấp căng, nhấp 5 4 3 2 1 nè. Nâng lên, hít sâu vào. Rồi chấm tay đi nào, lấy cái vòng ra. Bây giờ mở hai chân ra, tay chống lên gập. Rồi từ từ trượt chân ra, thở ra, trượt ra, trượt ra, nhấn hông xuống, trượt ra, nhấn hông, trượt ra, nhấn hông. Ai không được thì kê vô, kê hai cục gạch vào. À, kê vào cho nó bớt vô khớp của mình. Nhưng mà nó phải hơn giới hạn mình một chút thì mỗi ngày nó mới mềm dẻo, nó mới mở ra được. Còn mình sợ đau, mình cứ kê cho nó quá cao thì nó không mở được nha. Còn ai được nữa, ngã viên gạch xuống. Ngã xuống, thẳng gối dựng hai bàn chân lên. Rồi lấy tay và kéo đùi trước lên. Chỉ để nó bị sái khớp là lý do mình bị cụp. Bị cụp cái đùi về phía trước nè. Cho nên là kéo căng cái đùi trước lên. Rồi cho thẳng gối dựng đứng bàn chân lên. Hít sâu vào, lấy vòng vô. Rồi lăn vòng tới, thở ra, ép xuống. Lên, hít sâu vào. Lăn tới, thở ra. Hít sâu vào. Đừng nghĩ gì tới chỗ đau nữa, cứ thả lỏng nó đi, thả lỏng nó ra, thở ra, hít sâu vào, thở ra, hít sâu vào, thở ra, lăn ra. Rồi nhịp đi nào, lăn nhịp cho nó vào khớp đi nào, lăn lăn 5 4 3, cho nó giãn khớp ra, 2 1, lên, hít sâu vào, thu chân vào, thở ra, thở lỏng ra, hít thở sâu. Rồi lớp ngồi nghỉ mệt, nhìn cô hướng dẫn nha. Ngồi cho sát ở đây để chừa chỗ mình lăn. Co gối vào, thở hết hơi ra. Hít vào từ từ nè. Cái mông mình phải hạ xuống theo cái vòng. Chứ đừng có lăn cái lưng là cái mông lên dày, là nó lại không có uốn cái cột sống mình được. Cho nên cái vòng mình lăn tới đâu là hạ cái mông xuống, để nó uốn theo cái vòng, uốn theo độ cong ra. Thở ra, lên nè. Rồi bây giờ muốn vào được cái lưng trên thì mình co gối lại, đưa tay nắm ngược lại, rồi lăn cái vòng ra sao cho cái đầu, cái cổ, cái vai nằm được trên cái vòng, tay nắm và khép vị tay lại.
mọi người hay mở ra vậy, nó đâu có mở được khớp vai, phải khép vào. Rồi lăn ra, từ từ cho đầu tới sàn, tay tới sàn, duỗi ra, tay mình nắm chặt vòng ở đây, ai mà nó lỏng nó muốn giục ra là lý do cái vòng xa cái đầu quá thì co chân vào nè, rồi nhổm cái mông lên, kéo cái vòng về lưng trên, về cổ thì mình mới mở được cái vai và lưng trên, còn cái vòng nó nằm ở dưới lưng giữa là không mở được vai và lưng trên nha. Tập cái tư thế này chủ yếu để giúp cho mở vai và lưng trên, kéo nó vô, rồi kéo nó hết cỡ, rồi tay nắm chặt vòng lại, rồi lúc này cái mông mình nó bị dở lên khỏi cái vòng nè, giờ mình muốn ép sâu hơn nữa, duỗi nó ra, duỗi chân ra, rồi hạ cái mông xuống. Cái này lưng trên và khớp vai ai còn cứng á là nó nghe rất là tức ở khớp vai với lưng trên, nắm chặt vòng lại, giữ ở đây, cảm nhận sâu ở đây, nó nghe tức khớp vai cũng cố giữ nó lại. Rồi tiếp tục mình mới chuyển nè, khi cô nói chuyển qua cái cài là duỗi cái cổ nè, nâng cái đầu lên, nâng cái đầu lên, duỗi cái cổ ra, đặt cho cái đầu vai lưng mình xuống dưới sàn vào cái cầu, xong rồi tay ôm vòng lại, nâng chân lên và chân qua đầu vào cái cày, ôm vòng kéo về sát cái lưng mình nữa, kéo về sát lưng nữa, rồi lên lên chân đèn, cho chân trước chân sau, trở về cây cầu, rồi đi xa về vậy, lăn trở về. Rồi gặp người xuống, đó, thở ra. Rồi mời lớp vào đi nào. Ngồi sát ở đầu thảm, lăn một hồi là nó ra ngoài thảm luôn đó. Ngồi sát rồi. Đặt vòng vào lưng và lăn đi nào. Khoan hả vào liền con cá mà mình lăn tới lăn lui, vươn tay qua đầu để kích hoạt khớp vai và lưng trên đi. Cứ lăn tới lăn lui, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở, lăn tới lăn lui, hít thở, hít thở, rồi trở về đồng lộc, trở về đi, rồi kéo cái vòng cho dựa cái lưng mình, cho cái đầu ngã được lên vòng, cái cổ, cái đầu, cái vai lên trên vòng, rồi vươn tay lên, gấp ngược tay lại, nắm cạnh vòng, hít vào, co gối vào, rồi lăn ra đi nào. Lăn ra, thở, cứ lăn tới đâu chân thu vào và lăn ra tới đó, thở, thở cho cẳng tay chạm sàn đi nào. Cứ tiếp tục thu chân vào, lăn cho cẳng tay chạm sàn, hít thở, hít thở, nghe tức thì mình lăn trở lại, nhấp nhấp trở lại để nhả nó ra, chứ nhiều khi khớp vai còn cứng quá nó tức lắm. Hít thở, hít thở, rồi tiếp tục nào. Đưa cái đầu mình đã tới sàn, tay mình chưa tới tới sàn, giờ thu chân vào, thu chân vào, nâng mông lên đi, nâng mông lên, đúng rồi, nâng mông lên, rồi kéo rịch cái vòng về phía đầu, phía cổ, phía vai, kéo sát cái vòng, thở, co gối vào, nâng mông lên, thở, rồi tay rịch cái vòng về phía lưng trên, đúng rồi, nâng mông lên, rịch cái vòng, kéo vô nữa, kéo vô, cho tay tới sàn đi Xuân ơi, tay tới sàn đi, Phương Mái đâu rồi ta, hít thở, hít thở, hít thở, chưa gì đó Hải, chưa Hải, hít thở, kéo rịch, kéo rịch, xong rồi kéo cái vòng sát về đầu về vai, xong rồi duỗi chân ra đi, duỗi chân ra, hạ cái mông lên cái vòng để cảm nhận được cái vai mình đang mở, duỗi căng ra, ép
Suy nghĩ vô vai, vô lưng, ép, thở. Suy nghĩ vào vai, vào lưng thêm nữa, ép, thở ra. Sừng, duỗi thẳng chân ra sừng. Rồi, bây giờ chuyển vào cây cầu nè. Thì cái đầu của mình phải duỗi cái cổ ra. Cho cái cổ, cái vai chạm sàn. Duỗi cổ ra đi nào. Lấy một tay đỡ cái đầu mình lên. Rồi duỗi cổ ra. Duỗi ra cho vai tới sàn đi. Tay kia xuôi về tỉ hơi. Cho tay xuôi về chung. Tay xuôi về. Ôm cái vòng. Co gói lại. Hít thở. Hít thở. Hiên ơi, vào cây cầu Hiên ơi, chưa được. Cái cổ duỗi ra chạm với sàn. Cái gì ở Hải? Tự nhiên rồi lên đó Hải. Vào cây cầu. Rồi hai tay ôm vòng vào cây cầu được rồi thì tay ôm vòng rồi duỗi chân lên cho chân qua đầu cái cày. Hiên ơi, duỗi cái đầu ra Hiên ơi. Cái cầu là cái đầu em duỗi ra. Đúng rồi, cái vai cổ chạm sàn. Rồi, chân qua đầu vào cái cày. Thảo, cái cổ phải chạm sàn đi đó ơi, cái cổ. Cái vai gáy á, cái vai gáy chạm sàn. Cái vai gáy chạm sàn, đúng rồi. Hít thở. Chân qua đầu luôn, hít thở. Ôm vòng kéo về cái lưng mình đi nào. Kéo về lưng thêm. Kéo sát về lưng thêm rồi duỗi lên chân đàn hít thở duỗi chân lên hít thở duỗi lên thẳng đứng lên trên vai luôn ai mà ôm cái vòng kéo sát lại được á, thì mới đứng thẳng lên trên vai được Hải ơi phải vào cái cài trước rồi co chân trước chân sau trở về cây cầu hít thở đó đúng rồi chị Hương chị lăn tới chị đỡ cái cổ đó cho cái vai gáy chạm sàn là nó vào cây cầu rồi lăn lưng và ngồi lên lăn lưng ngồi lên và duỗi chân gập về trước trả lưng thở ra. Gập tới trước thở ra. Nâng lên hít vào. Thả tay xuống thở ra ngồi nghỉ mệt nhìn cô hướng dẫn. Tập trong chuối nửa cây chuối với lại vòng. Nhưng mà không có lên chuối luôn mà mình sẽ chuyển thế qua luôn để tiếp tục ép vai và ép lưng phải cảm nhận cái giai đoạn mà lúc chuyển là ép hay không là lúc chuyển ngồi mông trên gót nè rồi hạ cẳng tay xuống hai tay mình nắm cạnh vòng đặt đầu xuống hít vào nâng đầu lên giờ muốn cho cái vòng nó chạm vô cái đầu vô cái vai gáy của mình vào lưng của mình thì cái đầu mình phải trượt ra phải trượt xích ra rồi tay nắm vòng rịch vô đây mới lên được nhớ cái đầu trượt ra nha cái đầu mà chấm gỗi xuống là không lên được cái đầu phải trượt ra nắm chặt vòng vòng kê vô ngay chỗ cái vai gáy của mình mới lên được hãy để ý chỗ này hít thở rồi lên rồi bắt đầu ép cái mông lên vòng tay nắm chặt vòng lại ép cái mông lên hít thở tiếp tục ép mông lúc này nè vai và lưng trên cứng là tức nè tiếp tục ép nè ép thở hạ cái mông xiết cái bụng lại hít thở cứ tay nắm chặt vòng hít thở rồi cho nó hòa lại vào tư thế con cá toàn diện hồi nãy nhưng mà mình đi kiểu khác hít thở căng ở đây nếu như cái vòng lại tiếp tục xa thì co gói vào và kéo cái vòng về sát vai gáy
sát vai gái để ép sau thêm nữa. Rồi đi lên. Giữ đó và thấy tức quá thì mình đi lên. Rồi mở lớp vào đi nào. Rồi lui về cuối thảm tư thế kim cương. Cuối thảm, Thúy An ơi, chứ hồi không còn chỗ á Thúy An. Lui về cuối thảm, co cẳng tay, chống xuống và rịch cái vòng. Rồi đặt đầu xuống, chống chân lên. Đúng rồi, thả trượt cái đầu mình ra, vậy là đúng. À, rồi chống chân lên xong rồi. Giờ á, mình cảm thấy là cái vòng nó xa cái vai, cái lưng. Cho nên mình phải trượt cái đầu xích ra, xích ra xa, rồi dựa cho được, nắm chặt cái vòng rịch vô cái vai gáy của mình, rịch vô, xong rồi gấp chân lên, à, co gối ép cái mông trước Thảo ơi, co gối ép cái mông, rồi hạ cái mông xuống cái vòng như cô hồi nãy, hạ cái mông xuống cái vòng nó mới vào vai, vào lưng trên. Đúng rồi, đúng giữ đó, đừng có qua liền, qua liền là không có ép được nhiều. Trượt cái đầu ra, Hiên ơi. Trượt cái đầu ra mới lên được. Rồi, Thủy với Chung hạ cái mông lên cái vòng. Thả lỏng ra, thả lỏng vai với lưng trên ra. Hạ cái mông lên cái vòng đi nào. Nắm chặt cái vòng, thả lỏng cột sống ra. Thủy, thả lỏng cột sống thêm. Đừng có vội cái chân qua. Cứ cái mông mình ở đó. Mình nhấp xuống cái vòng. Tay thì rịch cái vòng lại, cứ nhấp xuống, nhấp xuống. Đúng rồi, tiếp tục đi nào, nhấp xuống, hít thở. Tiếp tục nhấp xuống nữa, uốn cái lưng mình theo cái vòng, uốn theo thêm. À, trượt cái đầu ra Thí An ơi, trượt cái đầu ra mới lên được. Đúng rồi, đúng, dựa được cái lưng, đúng rồi, rịch cái vòng, đi lên. Co gối vào đùi sát vô bụng đi, lên. Không có sợ, tay nắm rịch cái vòng rồi, lên. Rồi hiên lên được rồi, ép đi. Ép cái mông. Ép cái mông thêm. Tiếp tục ép cái mông thêm. À, lớp tốt quá rồi. Chỉ có chị Hương là không dám tập, cứ sợ là không dám tập. À, Xuân nè, lấy cái đầu ra. Nãy giờ cô hô, lấy cái đầu xa cái vòng ra, dựa được cái vai vào cái vòng là lên được. Rồi chân qua luôn đi Hải. Chân qua luôn, nhưng mà cái tay nắm chặt cái vòng cho chạm tay dưới sàn nó mới vào vai. Thủy An làm lại Thủy An. Rồi nếu như cái vòng đã sát vào cổ, vào vai, vào lưng trên rồi thì thẳng gối ra và hạ cái mông xuống. Hết chỗ để kéo cái vòng về cái đầu rồi thì hạ cái mông xuống. Đúng rồi, lên Thúy An, vai dựa vô được rồi, nắm chặt có cẳng tay mình chịu dưới sàn rồi. Xiết cơ bụng lại, gấp lên. Em cứ ịnh cái lưng lên cái vòng là em lên được à. Kê cái lưng vô cái vòng, lên. À, Xuân sai kỹ thuật, không lên được Xuân. Thúy An là thấy đúng rồi, mà cứ sao mà không chịu lên. Lên. Không cống cái đầu nữa là lên. Rồi mọi người còn lại nếu được thì đi chân vào rồi xiết cơ bụng đi sao về dậy, xiết cơ bụng lại bật chân trở về, nâng chân lên, xiết cơ bụng, nâng chân lên, nâng chân lên. Rồi cảm nhận ngay chỗ cái đầu á, cảm nhận ngay cái đầu mình, nương cái đầu cái cổ mình. Rồi cho chân qua đầu vào cái cài luôn. Rồi, chung được rồi đó, đúng rồi. Rồi xoay tay lại liền, xuôi cái tay lại, ôm cái vòng. Từ từ thuận cái tay lại, ôm cái vòng, đúng rồi. Cái vòng mà nhẹ quá, bản nhỏ là lật. Đúng rồi, hít thở. Hải qua, Hải, hít thở. Hiền nâng chân lên, 1, 2, 3, lên. Lên. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, trở về rồi hạ mông xuống thủy. Đúng rồi, hít thở rồi lăn vòng ra đi Chung ơi.
chân qua đầu rồi thành trịnh nè, lăn vòng ra, hạ người nằm luôn, đúng rồi, lăn ra gác chân lên, nằm thư giãn gác chân lên vòng luôn. Những người bị giãn tĩnh mạch chân cứ nằm gác chân lên vòng thư giãn, cải thiện tình trạng giãn tĩnh mạch. Cái vòng bản to là tập sướng, với lại cái vòng nặng nữa là tập nó không có lật. Còn cái vòng mà nhẹ nhẹ bản nhỏ là lật. Rồi nằm xuống thư giãn đi Thủy ơi. Nằm gác chân lên vòng, tay xuôi theo thân, mắt khép. Nếu lạnh thì mọi người lấy áo đắp lên nha, chứ để nhiễm lạnh, tập cơ thể bên trong mình nóng rồi, bên ngoài dễ nhiễm lạnh vô. Chân đã mở bằng vai, tay đã xuôi theo thân 45 độ, hai bàn chân mình ngã ra hai bên, lòng bàn tay ngửa, các ngón tay thả lỏng là nó đang co tự nhiên. Mắt khép lại, cầm mình hướng về phía ngực, đừng có nằm xuống gồng cái cổ, cầm mà đưa lên trần nhà là thế nào cái cổ mình cũng sẽ bị thoát vị hoặc là nhức mỏi, đơ cổ, cứng cổ, bó vai ở cổ. Cho nên nằm kiểm soát cột sống phải thẳng ở trung tính. Rồi nghe cô dẫn đến đâu tâm trí tập trung vào, thả lỏng cơ thể đến đó. Tôi đang thả lỏng các ngón chân, thả lỏng bàn chân, thả lỏng cổ chân. Bắp chân của tôi cũng đang được thư giãn thả lỏng. Nghe đến đâu mình cảm nhận đến có nguồn năng lượng chạy qua, cảm nhận sâu và thả lỏng khớp gối, thả lỏng cơ đùi, thả lỏng cơ mông, thả lỏng khớp háng. Hai chân của tôi đang được thư giãn thả lỏng cơ mông, thả lỏng cơ lưng, từng đốt sống lưng tôi đang được thư giãn thả lỏng, thả lỏng bụng, thả lỏng ngực, thả lỏng các ngón tay, thả lỏng bàn tay, tay, khuỷu tay, khớp vai. Hai cánh tay của tôi đang được thư giãn thả lỏng. Tim, gan, phổi, thận, lá lách của tôi cũng đang được thư giãn thả lỏng. Thả lỏng cổ, thả lỏng hàm nữa, thả lỏng cơ môi, thả lỏng cơ mặt, thả lỏng mi mắt, thả lỏng chân mày, thả lỏng trán. Những chỗ đó là thường tụi cong lại, nhăn lại, nào hàng ngày trong mà nhăn trán là nhớ tới lời cô Dung, thả lỏng ra, lỏng chân mày, trán. Cơ thể của tôi đang được thư giãn thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay ngón chân. Tâm trí và thần kinh của tôi cũng đang được thư giãn thả. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng mới tích cực tràn ngập khắp cơ thể. Cơ thể của tôi thật là khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài.
nhích cả ngón tay ngón chân, bàn tay bàn chân, hai tay đang kéo căng qua khỏi đầu, giữ căng từ ngón tay tới ngón chân, xoay người qua phải, tay phải chống đỡ đầu, tay trái chống trước ngực, co gối, hai tay đỡ người ngồi lên. Massage cổ. Vai. Tay. Hai chân. Massage hai quả thận. Sao Hiên, tập vòng sao Hiên.